Rồi, nó hơi bị gối ở phút này. Rồi, chị buông nhẹ thắng. Tiếp tục. Ok, à, ngon lành. Đó là do mình mới vừa qua cái dòng xuyến các bạn. Kể từ ngày 24 cấm cầu Phạm Văn Chí thi công, hạn chế các phương tiện lưu thông cầu Phạm Văn Chí. À, giờ đã thông báo rồi, các bạn chú ý nha. Rồi, hello cả nhà, hiện tại mình từ Đà Lạt về rồi, xong xuôi hết rồi, mình lại bổ túc tiếp. Đặc biệt hôm nay mình sẽ bổ túc cho một nữ lái mới, à, một chị nữ lái mới. Để cho chị tự tin cầm búa lăn đi đường xa Vũng Tàu, nói chung là ổn định. Tại vì sao? À, đặc biệt sau này các anh chị em mà đi học lái sau này á đều có chạy đát, tự tin lắm. Nói chung là không có tâm lý nhiều bằng cái đợt trước, là chị cứ lái vòng vòng trong khu dân cư và cũng chưa ra được nên là sẽ có bị tâm lý. Còn riêng anh chị sau này sẽ đỡ hơn chút nha, nhưng mà vẫn bị tâm lý. Đúng rồi đó, chị cứ nhớ trong đầu xe của thầy mà lo gì, cứ tự tin thoải mái lên, có thầy toàn ngồi kế bên. À, đó, thủ quyền chiến thắng bự cho bá lửa luôn. À, sợ ngại ngùng gì, nhớ quan sát giùm em ha. Đúng rồi, cứ mạnh dạn lên. Cứ rước cái vấn đề quan trọng nhất cho các bạn lái mới là tự tin. À, thoải mái. À, thoải mái thì xử lý được các tình huống khó và ok hơn. Còn nhiều khi lên, tôi lên mà tôi im khe luôn, mặt tôi căng cái là bảo đảm luôn, học viên sẽ bị tâm lý liền nên các bạn ha. Giống như các bạn đi học, ông thầy nào khó quá các bạn bị tâm lý, nhưng mà thực chất ông thầy nào vui vẻ thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm, các bạn sẽ hiểu bài hơn và làm cực kỳ tốt. Tại vì mình chưa hiểu nên mình chưa biết thôi, chứ mình hiểu rồi mình sẽ ổn thôi. Chẳng hạn như là mấy bạn không hiểu được vấn đề này thì cứ tập tiếp. Chẳng hạn như bài này khó quá làm đi làm lại thì các bạn sẽ ổn thôi. Giống như trong xe hình, dốc cầu yếu thì mình tập dốc cầu đó vậy thôi. Đúng rồi đó, thủ thắng. Ok rồi, bây giờ chị đèn xanh đúng không? Đèn xanh mà bây giờ mình cũng phải quan sát trái quan sát phải luôn nha, quan sát hai bên giùm em nè. Một thành phần vượt đèn đỏ nè, hai thành phần nè. Trời ơi, nó vượt qua luôn đi. Đúng, ồ nó thiệt vượt luôn kìa. Ôi ơi, mới vừa nói xong á các bạn thấy không, khổ thiệt. Nên tại sao mà cái ngã tư ngã ba à có đèn đi nữa, tín hiệu giao thông mình đèn xanh đi nữa, thì các bạn nhớ quan sát giùm mình nha. À, tự tin rồi, lúc này thủ gì đó đúng chính xác, quan sát hai bên, đánh hơi sớm ha, chút xíu em sẽ chỉ lại chắc cái đánh nè. À rồi, các bạn lưu ý nha. À, mình sửa rất nhiều những cái bài đánh. À, từ lúc mà các bạn mới luôn, từ lúc mà hồi đó mình dạy trong trường, mình dạy mới ha. Các bạn coi lại cái clip những cái cơ bản á, từ cơ bản đến nâng cao, cơ bản là dành cho mấy bạn lần đầu tiên mới trải nghiệm lái xe. Rồi, quay phải giùm em ha. Thì cách đánh lái rất quan trọng. Có nhiều bạn là thảy chụp ít thôi, ngó liếc trái thủ thắng giùm em, gà thắng nhẹ, tay dựng đánh lái vô. Đúng giờ chính xác rồi, chị chuyển trả lái lại rồi, em sẽ chỉ cho chị là chị ổn thôi nha. Ai thường thường tại vì mình bổ túc tay lái thì đa số các bạn đều là một là trường khác, không phải là mình dạy, thì có nhiều cách để đánh lái tùy theo mỗi học viên của mỗi thầy hướng dẫn khác nhau. Nhưng có thể là mình sẽ góp ý thêm, là mình sẽ chỉ thêm cách mới khi mình thấy giảm lại chị, mình sẽ chỉ thêm cái cách mới. Nếu các bạn thấy ok ổn, cách này nó hợp lý dễ thì các bạn áp dụng. Giống như các bạn coi clip coi thầy này thầy kia này nọ thì các bạn có thể là áp dụng, thấy cái nào của thầy nào ok thì mình áp dụng. Mỗi cách dạy khác nhau, không ai giống ai hết. À, quan trọng là các bạn phải nắm bắt được cái này nó thích hợp cho mình. Có nhiều bạn là thích hợp cái kiểu này, có nhiều bạn thích hợp cái kiểu kia. À, chứ không phải ai cũng giống nhau, hoặc cái người ta chưa biết, có người người ta biết rồi nên nhiều khi cái comment nó rất khó chịu. Nếu mà ngồi chịu khó đọc comment nhức đầu lắm. À, dạ chị cứ nghiêng dần dần.
Đó đúng rồi, giữ vô lăng cho em, thiếu thì thêm nè, thấy chưa? Rồi giữ trả lại nhẹ nhàng đó, không cần gấp, chị trả nhanh quá nó giật xe. Rồi đạp ga cho em. Khi quẹo trái thì các bạn nhớ kiến cho hậu của các bạn ngang điểm cua quẹo thì các bạn đánh lái vô, đường rộng thì đánh lái ít, đường hẹp thì đánh lái nhiều, vậy thôi. À, và cái đường nói chung là cái đường cái tầm tầm cỡ này nhỏ hơn chút xíu thì các bạn đánh một vòng là nó vô. Đánh có nhiều người, có nhiều thầy thì chỉ là đánh độ ngắn, nhưng mà mình rất thích đánh độ dài. Khi mình đánh độ dài đánh chỉ cần hai lần lái thôi là hết nguyên cái vô lăng. Có nhiều người là chụp đâu khoảng 5-6 lần thì mới hết cái vô lăng, thì cái đó mình đã rút kinh nghiệm thì thường mình đánh không bao giờ mình chụp ngắn. Mình đánh là một phát, một hai 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 phát luôn đó là xong. Dạ ok chị, ở một phải giùm em ha. Còn quẹo phải thì các bạn sẽ ngó xéo góc góc chữ A của mình là nó ngang ngay chỗ trùng với cái quẹo phải của quẹo, các bạn cũng đánh lái vô cho mình là ổn. Rồi các bạn cứ từ từ sẽ tìm hiểu sẽ ok hơn. Rồi chị đạp ngay nhẹ giùm em. Rồi mở xi nhan phải giùm em luôn nha. Rồi tiếp đi lên chút xíu, à đây cắm về trái ha. Rồi lúc này chị liếc bên trái thủ chân thắng, rồi đánh lái nhẹ vô cho em. Đụng rồi ở sau bóng chờ, đánh vô đánh vô đánh rồi đụng rồi trả lại. Rồi chị đạp ra. Rồi bây giờ ví dụ nha, hồi nãy chị, em nói là kiến cho hậu ngang góc đúng không? Rồi bây giờ chị lên kiến cho hậu ngang góc, chị đánh một vòng thôi, lấy tay này đánh vô, tay kia chụp lại là xong. Thủ thắng đúng rồi. Rồi đánh một vòng vô, đụng giữ đó, rồi trả lại đó, vậy thôi đúng không? Rồi đạp ra nhẹ. Riêng cái góc ở trên đây thì cái này gọi là cái đường hẹp buông góc, thì kiến cho hậu ngang góc cua thì chị đánh hai lần tay lái, và cách trả là góc đầu xe hướng 13 giờ trả lại hai lần, vậy thôi, lên chút nữa. Rồi đánh hai lần, một hai hết lại đúng không? Rồi trả lại hai lần, một hai đúng rồi, chính xác. Có lẽ không biết đếm một hai đúng không? Mình mượn bao nhiêu là trả bao nhiêu. Rồi đập ra lên cho em, hơi là bót chờ nằm ở sau chứ bót chờ nằm trước tôi không đánh lái. Bót chờ mặt can. Rồi bây giờ chị nhập làng qua bên kia giùm em ha, mở xi nhan trái giùm em nè. Rồi xác định lối đi, chị thấy ở trên kia có bảng 60 không? Rồi chị cho đầu xe thẳng về đó nha. Rồi chứ mở xi nhan trái lại lại qua, chị liếc kiến trái là ổn đó. Rồi chị đi tiếp, đừng cho chiếc bót chờ đi qua mình trước à. Rồi đi tiếp. Rồi chị cứ lại lại thì xe máy sẽ nhường mình. Rồi ngó bên kia có xe không? Rồi dạ không, thì chị nghiêng qua giùm em đó, vậy thôi. Rồi đi tiếp, đập ga lên đó, để chút xíu ông bót chờ đi qua là mình đi. Rồi chị cứ lè lại qua, ở sau vẫn có xe, mở xi nhan trái, mở xi nhan trái, mình chưa qua hết mà. Dạ đúng rồi, còn xe khách nó qua ha. Rồi đó vậy thôi, rồi cứ lè lại thôi. Rồi chị đập ga lên giùm em nha. Rồi tắt xi nhan nè, ok chưa? À, hên ông bót chờ ông đi sau lưng không. Bạn bót chờ sau lưng mà. Rồi chị cứ đi bình thường thôi, khỏi cần ngó sao. Rồi chị ngó tập trung trước giùm em, đạp ga lên nở đều đều nở đi gặp chị. Rồi chị đừng có đi lê sát vạch trắng ha, chị đi giữa làn đường cho em nè, giữa làn đó đúng rồi, giữa ô đó. Rồi chị đạp ga lên, lý do là sao chị đi á là đường hai chiều, tìm đường màu vàng thì chị phải bấm tắt sát tìm đường. Còn riêng ở đây là đường một chiều có hai làn đường chính, thì mình đang đi ở đường chính thì chị đi từng ô vậy, mình ngồi giữa làn đường này để canh dễ lắm. Cái góc chữ A nó trùng vạch trắng ha. À, rồi giữa xe nó trùng vạch trắng này là các bạn đi đúng, hoặc là cơ thể mình ngồi giữa làn đường, cái vô lăng tim vô lăng nằm chính giữa là ok. Cho các bạn nào chưa biết nha. Rồi tiếp tục không bắt chọn né mình xà lắm á. Giờ chị đạp ga lên, có gì mà khó thì cái thấy không, chị chạy đến nỗi mà trước bót chờ cách xa mình khoảng 80m đến 100m luôn, thấy không đó, đâu dám lại gần đâu đó chứ bót chờ hay sao. Rồi ơi rồi ok đó. Tâm lý rất quan trọng, mình yếu thì mình nên đi bộ túc ta lái, nó sẽ dạng hơn, thấy không, để nâng cao kỹ năng ta lái nó sẽ dạng hơn và nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu các bạn mày mò thì các bạn tự chạy thì nó sẽ nguy hiểm về phần phạt, rồi phần va chạm xe, nó nhiều thứ lắm và hồi hộp nữa, thấy không? Thì có
có nhiều bạn tốt thì các bạn ôm xe các bạn chạy luôn cũng được, không sao cả đó. Các bạn có thể coi clip nhiều anh em của khác ở trên mạng rồi coi, thế coi xong kỹ năng họ coi thêm những cái cung đường như thế nào, các bạn áp dụng vô các bạn đi. Còn ai mà muốn nhanh thì bổ túc tay lái nâng cao đó để trải nghiệm. Xe thầy mà lo cái gì, ngồi tự tin lái. Ông Boxer là vẫn dứt khoát là phải đi theo làng này và cách xa mình cách 100 mét luôn mọi người. Chút xíu em sẽ chỉ cho chị cách chuyển làn đường ha. Đó. Mình đi thẳng là trên cái mũi tên đi thẳng ha. Đó, bây giờ chút xíu em sẽ chỉ cho chị cách. Đó, Boxer anh lên rồi thấy không? Ôi ơi. Đó, anh né mà. Wagon nữa kìa. Ok mọi người, đó, đó là những điều cần thiết để các bạn đi bộ túc tay lái. Có nhiều cái cung đường, quan sát biển báo và dạng lái và xử lý các tình huống khó. Đặc biệt nha, mình đây mình sẽ nhắc luôn cho các bạn, có nhiều bạn cao, có nhiều bạn thấp, thì giống như chị đây, chị nữ đây thì chiều cao thì khiêm tốn đó, thì hồi sáng mình có nhắc cho chị là mình sẽ thay đổi bằng cách là mình sẽ mang giày thể thao đó, để chị cái gót chân mình nó sẽ tiếp xúc ở dưới mặt sàn thì các bạn sẽ đạp ga hoặc đạp thắng nó sẽ dễ dàng mà đỡ mỏi hơn đó. Và đặc biệt nữa, có nhiều bạn còn chưa biết, trời ơi, ông có nội ơi, ông có nội à, ông 61 ơi, độc lạ Bình Dương ơi, ông chen cái vậy là coi chừng ông mốt ông dính vô cái là vô cái hàng rào độc lạ Bình Dương ơi. Ông ơi, ông có coi clip tôi ông coi ông đi kiểu đó là con trần nha ông nội ơi, ông chịu khó để cho anh ta đi qua trước đi, ông chui sau đít ông chen lên cho cố vô ông độc lạ Bình Dương. Chị né né né, chị từ từ, chị từ rồi chị từ từ rồi chị đập ga lên đi. Anh bút chờ đó, anh bút chờ là yếu tim hết. Ông đen rồi xong đến ông bút chờ, anh bút chờ là anh chưa biết đường đi, anh đang đậu luôn chân giữa cái mặt sân cá để anh coi anh đi đường nào. Nói chung là học lái phải cái tâm lý vui vẻ chút xíu bạn à, hài hước chút xíu thì sẽ ổn hơn à, với lại vô căng thẳng quá sao chịu, sao lái được đúng không? Ai, ok mọi người nha. Giờ chị đi tiếp. Cái xe đen nãy là chen bậy vậy bạn. À. Dạ, đặt ra tiêu giống như là đang thắt cổ chai à, các bạn có coi cái vụ mà vấn đề mà một chiếc xe mà màu trắng mà trên cao tốc gì của ngoài Hà Nội không các bạn, đó là cái vấn đề mà đang trên cao tốc mà chen cũng giống như vậy thôi, là từ 3 làn đường xuống còn 2 làn đường hoặc là từ 2 làn đường xuống còn 1 làn đường thì ảnh cũng chen vô. À, chen vô nhưng mà canh, cái độ canh mình chưa có hoặc là cái độ kinh nghiệm mình chưa có thì sẽ bị ép vô và tai nạn cực kỳ nặng giữa đối đầu giữa xe công và xe tải và cái xe đó bẹp gì bẹp luôn, văng qua hàng rào luôn, đó là vấn đề hồi nãy mình nói. À, còn nếu mà trường hợp dù cái người lái mới người ta không biết, người ta đạp ga lên nữa hoặc xe lớn đạp ga lên nữa, người ta không để ý bên phải. Nếu mà có kinh nghiệm thì ta sẽ để ý, ta quan sát được riêng những bạn mới đó, anh bọc chợ sau lưng đó. Kinh mới kinh nghiệm thì người ta không có kinh nghiệm, người ta đập ga lên thì phải ép ảnh vô cái hàng rào này không đó, nó rất nguy hiểm nha các bạn ha. Các bạn xin đường các bạn người ta chưa cho thì các bạn cứ bọc sau lưng à, không cần phải chen chút như vậy nguy hiểm lắm. Để mình chỉnh lại cái màn hình cái cam. Các bạn lấy mới cẩn thận mấy cái đó nha.
là lái cụ ẩu ẩu cũng chen chen, kiểu đó là nguy hiểm, đó là một vấn đề rất nguy hiểm. Thì theo cái trường hợp đó, có nhiều bạn hỏi vấn đề đó, nếu mà trường hợp không nói trước được, cái xe tải á, xe công á, ảnh mà giữ nguyên cái lái, ảnh không né, mà đa số đều phản xạ của con người mà đều né hết, ảnh không né, ảnh ép luôn, thì xe trắng nó sẽ vướng vô cái hàng rào bên phải, rồi chỉ đạp ga bình thường, vướng hàng rào thì xe sẽ không bao giờ mà tác động với xe bên kia hoặc là nguy hiểm. Ví dụ là nghi nhẹ thôi, dạ, đúng là nghiêng theo đường cong, dư thì trả, thả lỏng người ra, ngó thẳng về xe trước, đi theo xe trước á, dạ, ít thôi, cái nghi nhẹ thiếu rồi thêm, ha, chị nghi dư quá thì phải trả, đúng không, nghi nhẹ ít vô đó. Các bạn mà đi chung với xe lớn, người bạn thiệt thòi, các bạn mà vượt ẩu, xe nó mém nó vô hàng rào nha. Rồi chị đi tiếp. Làm gì trả là chính nợ. Đó đúng rồi, nghe không? Cả dù còn 5 giây sau hay chị kéo nhẹ xuống thì không cần phải bóp khóa hãm. Đúng không? Nói sao? Lúc này á, xe mình nó không còn chỉ D nữa, rồi mình đang ở vị trí N là số 0, thì có phải chị đạp thắng nó nhẹ, không cần để cho nó khỏi trôi thôi. Còn ghi mà chị để cho D, chị phải đạp thắng mạnh để cho nó giữ xe lại. À, tại vì xe lúc nào nó cũng muốn chạy. À, chị hiểu không? Đó, rồi chừng nào mà lâu quá thì mình mới kéo thắng tay, rồi mình bỏ chân dưới sàn để nó mỏi giò. À, đó, cái chân chị ở dưới sàn tốt đó. Rồi chị đi đạp ga hơi là chỉnh hết ghế xuống rồi. Rồi rồi từ từ có xe qua rồi, ok chị đạp ga lên rồi đạp ga tiếp nữa theo dứt đúng rồi trống thì mình cứ đạp ga, nãy mình từ làng trong mình chuyển ra là ngoài rồi, đúng không, mình phải đi nhanh, xe này mà lo cái gì. Nói chung là học với mình là hơi bạo lực chút xíu nha các bạn, kể cả nữ nam gì cũng vậy, hơi bạo lực chút xíu. Khi các bạn sẽ có trải nghiệm là chân ga đi đều tốt an toàn, các bạn phải mới có được cái thắng, các bạn mới cảm nhận được cái thắng. À, còn ghi mà bò thì các bạn cảm nhận chân thắng nó không đã. À, và quan sát tầm xa, khi mình thấy cái đuôi xe tuốt trên kia nó đỏ là mình thả chớn rồi. À, rồi tiếp tục. Rồi chị đạp ga lên, rồi đi đúng rồi, chính xác rồi, đi dư sức, đèn vẫn còn xanh, 20 mấy giây dư sức đạp ga lên đó. Nữ đó nha, mình cho nữ chạy đó, rồi thả chớp đó, đúng rồi, đi thẳng lên luôn, đúng chính xác rồi. Lúc này ở đây nó sẽ xuất hiện, các bạn nếu mà đi về quận nhất nha, trước mắt là bạn là xuống dưới hầm Thủ Thiêm, về quận nhất các bạn phải đi phía bên cánh phải để các bạn đi về Tôn Đức Thắng này nọ ha, à, Bắc Thơ này nọ. Còn ở trên thì nó sẽ cấm quẹo trái, cấm quay đầu rồi đó. Và đặc biệt nữa, hồi nãy em có chỉ cho chị cách mở đèn hai nấc đúng không, nhưng mà nhìn vô cái tắp lô thấy màu xanh gì, lá cây đúng không, là ok. Còn thiếu là thấy màu xanh dương đậm giống như cái biển báo ở trên đó là đèn chiếu xa, thì chị phải tắt. Rồi chị đi tiếp. Đó, nữ Packer chuẩn bị, tôi đào tạo nữ Packer ra. Đây đặc biệt nha, mình đào tạo là nữ ô tô, lái xe ô tô nha, chứ không phải là ninja ô tô đâu nha. Khi tâm lý thoải mái là mình xử lý các tình huống. Rồi chị đạp ga lên. Thì vậy thì xử lý các tình huống nó dễ lắm, phải không? Nhận diện biển báo này nọ. Nãy mình mở trước thôi, đúng không? Chứ đúng ra thì mình sẽ gần đến đây mình sẽ mở. Hoặc xe nào có chế độ auto thì nó tự động nó mở, nhưng mà các bạn đừng có lưu ý nha, các bạn lưu ý nha. Là khi con các bạn lên chơi hoặc ai lên chạy, tắt luôn cái chế độ auto thì các bạn phải để ý lại. Còn đúng chế độ ô tô trên xuống nó không mở đèn là có biên bản về nha.
tốc độ tối đa là 60, tối thiểu là 30. Rồi cho xe nhập, rồi chị thả chớn, xuống thì thả chớn, lên thì đạp ga theo. Ở trong kia là cái biển báo cấm nha chị ha, tại nhiều chị em phụ nữ cũng hay chạy vô đây nè, nên phải cảnh báo. Đó, có nhiều bạn xuống dưới hầm là cứ đi vô xe ga máy nha, đa số là mình thấy nữ không à, ít nam lắm, nên chú ý nha mọi người. Nhiều khi chị em phụ nữ á, rồi không để ý, ở trên xe nhiều chị em phụ nữ nói chuyện vui vẻ quên. Rồi chị đạp cái nhẹ chút xíu. Tuyệt đối không bóp kèn. Không mở đèn chiếu xa, không nẹt vô, không được chuyển làn, vạch liền là không được chuyển. Rồi chị đạp ga lên. Đúng rồi, đang lên dốc lắm. Nửa điều cho em. Ok, tiếp tục. Nửa điều. Người ta giãn thì chị cứ đạp ga thoải mái cho em. Ở đây dưới đây máy bắn nhiều lắm nha bạn. Đầu vô đầu ra đều có máy bắn tốc độ nha. Ai vi phạm tốc độ là biên bản về gửi đến tận nhà, tận găng, tận giường luôn. Rồi chị đạp ga tiếp. Nữa. Đúng rồi. Nhớ đèn phải mở hai nút nha. Nhiều khi các bạn mở đèn sương mù, các bạn đi xuống dưới hầm á, qua cái cầu đó mình sẽ tắt. Còn nếu mà chế độ auto là vừa qua đây là nó tắt rồi, nên các bạn hỏi ổ có bị phạt hay không, đúng không? Vừa qua có ánh sáng rồi xuống đây nó mở lại, rồi xong qua đây nó tắt, nó tắt đèn tự động là vậy đó. Rồi chị tắt đèn. Đúng, đạp ga lên giùm em. Mình đi bên cánh phải ha. Đây là mình đang chuẩn bị vô gọi là Mai Chí Thọ đi theo taxi xanh luôn. Bảy rồi. Rồi gà thẳng lại giùm em đi. Rồi gà thẳng lại xe đi. Rồi nhớ là chuyển làn đường phải mở xi nhan chứ. Má cầm ta nói ninja xe hơi nữa, thấy không? Ủa nhưng mấy hồi nãy đi theo xanh đó thì chị phải mở, chị phải mở xi nhan. Mở chị, là sẽ đúng hả thầy? Đúng rồi. Rồi chị đi thẳng luôn, khỏi đi theo xe xanh, đi thẳng giống như xe đèn. Rồi đi thẳng lên luôn. Nhớ giùm em nha, chuyển làn đường phải mở xi nhan nha. Báo tín hiệu rẽ cho người ta biết, nghiêng mình chạy. Để cái mũi tên nha. Rồi chị đạp ra. Đó, màu xanh là đi được nha bạn ha, màu vàng là phải dừng ha. Rồi 80 là xe con mình nha, thấy không, xe khách. Còn 60 là xe tải và xe công. Ở trong kia là làn hỗn hợp. Thì làn hỗn hợp mình có nói rất nhiều những cái bài trước của mình rồi. Khi các bạn đi từ làn chính, các bạn vô làn hỗn hợp để chuẩn bị què vô những cái tòa nhà, thì các bạn đi trên mũi tên thẳng, làn đường đi thẳng và đèn đi thẳng giùm mình nha. Từ ở trong đi ra cũng vậy, đi trên mũi tên thẳng, làn đường đi thẳng, tuyệt đối không có đi trên mũi tên quẹo phải và quẹo trái nha. Làn đường quẹo phải quẹo trái nha mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, bên mình có chuyên về bổ túc tay lái nâng cao kỹ năng lái xe an toàn, số tự động, số sàn và nâng dấu, và đặc biệt là nhận hồ sơ lái mới, và đặc biệt mình sẽ cho học viên thi ở gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đó. Một kèm một, một giáo viên kèm một học viên đó, đầy đủ và nâng dấu, đổi giấy phép lái xe luôn nha các bạn, kể cả hai bánh luôn. Hai bánh thì lái mới. Chút xíu em chỉ nè, chị thấy mình da chóng không, đã xi nhan trái ra rồi, đánh lái ra nhiều đó, tập rồi trả lại nhiều, đúng rồi, tập luôn nữa, đúng rồi, chính xác rồi. Người ta lái hơi muốn chút xíu, không sao, từ từ sẽ quen. Rồi thôi, mình sẽ xin kết thúc video clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì hôm nay mình đang kèm cho chị lái mới đó, phải đào tạo để thôi là ninja ra ngoài đường nhiều quá. Rồi bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt hơn ha. Rồi bye bye, tạm biệt mọi người. Nhớ cho mình một like, lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những phần video clip mới nha mọi người. Bye bye. Rồi chị đi tiếp.